Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì ở video trước thì mình đã hướng dẫn tất cả các bạn là cách rút tiền bằng mã QR của ngân hàng BIDV và ngân hàng thương mại cổ phần Vietinbank. Thì video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn là cách rút tiền bằng mã QR của ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Mới Bank. Thì hiện tại mình đang đứng trước tập đoàn của ngân hàng Quân đội Mới Bank nhé. Thì nữa thì mình sẽ ra cây ATM để hướng dẫn tất cả các bạn là cách rút tiền bằng mã QR của ngân hàng Mới Bank, không cần mình rút tiền, không cần dùng đến thẻ nhé. Thì để chúng ta có thể rút tiền bằng mã QR thành công mà không cần dùng đến thẻ thì các bạn hãy theo dõi và làm theo từng bước mình hướng dẫn để chúng ta có thể rút tiền thành công. Thì trước khi mình ra cây ATM thì các bạn đừng quên để lại cho tên một sub và một like, một đăng ký kênh và ấn vào chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Rồi, ok, trước tiên để chúng ta có thể rút tiền tại cây ATM của ngân hàng Mới Bank mà chúng ta không cần dùng đến thẻ, chúng ta sẽ rút tiền bằng mã QR. Thì trước tiên thì các bạn sẽ đăng nhập vào ứng dụng tài khoản của bạn cho mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình. Các bạn sẽ mở ứng dụng của bạn lên cho mình nhá. Khi các bạn đã đăng nhập vào tài khoản ứng dụng của bạn xong thì tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là mục sản phẩm nhá. Đấy, thì các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình. Rồi, ok. Khi các bạn đã chọn mục sản phẩm xong thì tiếp theo thì các bạn sẽ kéo màn hình của bạn lên cho mình nhé. Đấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình là mục là có bàn tay chỉ vào rút tiền ATM. Đấy, thì các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải tạo mã nhé. Thì chúng ta phải tạo mã này thì chúng ta mới có thể kết hợp với ATM của ngân hàng Mới Bank thì chúng ta mới có thể rút tiền bằng mã QR nhé. Thì bây giờ thì các bạn sẽ tạo mã cho mình. Các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình nhé. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn là hạng mục số tiền của bạn muốn rút nhá. Hiện tại số tiền của mình đang có là 500.000 đồng thì mình sẽ chọn là mục là 500.000 đồng. Còn các bạn muốn rút nhiều hơn thì các bạn sẽ ấn số khác cho mình. Khi các bạn đã chọn mục 500 xong thì tiếp theo thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình. Khi các bạn đã chuyển sang mục này rồi thì tiếp theo thì các bạn sẽ ấn xác nhận cho mình. Rồi, các bạn sẽ nhập mã PIN nhá. Mã PIN này là mã PIN các bạn tạo để rút tiền tại KTM nhá. Thì các bạn sẽ nhập mã PIN gồm có 6 chữ số nhá. Bây giờ thì mình sẽ nhập mã PIN của mình. Khi các bạn đã nhập mã PIN của bạn xong thì tiếp theo thì các bạn sẽ ấn đầy mã OTP của bạn cho mình nhé. Đấy, thì các bạn sẽ ấn đầy mã OTP của bạn cho mình. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ nhập mã OTP để các bạn ấn tiếp tục nhé. Bây giờ thì mình sẽ nhập mã OTP của mình. Rồi, khi các bạn đã nhập mã OTP của bạn xong thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình. Rồi, ok, đây thì giao dịch tạo mã rút tiền thành công nhá. Thì các bạn sẽ dùng cái mã này để điền vào cây ATM nhá. Thì các bạn sẽ giao dịch rút tiền của bạn để thực hiện thành công nhá. Thì các bạn sẽ kết hợp với cây ATM nhá. Đấy. Thì các bạn sẽ nhập mã này, mã rút tiền này vào thì chúng ta mới có thể rút tiền được nhá. Khi các bạn đã ấn đỡ hoàn thành đúng không? Thì tiền của mình đã bị trừ đi. Thì tiền trong cây ATM thì mình không rút được. Đấy, thì các bạn đang gặp lỗi này. Thì các bạn sẽ vào mục sản phẩm cho mình tiếp theo. Đấy, các bạn nên yên tâm nhá. Đấy. Thì các bạn sẽ kéo đến cho mình rồi các bạn sẽ ấn vào mục cũ cho mình nhá. Đấy, mục là rút tiền cây ATM cho mình. Rồi, thì tiếp theo thì các bạn sẽ ấn vào phần mục lịch sử rút tiền cho mình. Đấy, thì bây giờ nó đang tìm kiếm nhá. Thì nó sẽ có mã rút tiền đây. Đấy, thì cả kênh tạo mã này. Đấy, số tiền 500.000 đồng nhá. Thì trạng thái là chưa rút tiền nhá. Thì các bạn sẽ ấn hủy hủy mã rút tiền cho mình thì tiền của chúng ta sẽ được hoàn lại nhá. Đấy, thì các bạn sẽ ấn hủy mã cho mình. Đấy. Các bạn sẽ ấn hủy mã cho mình. Đấy, như vậy là mình đã hủy thành công nhá. Các bạn sẽ vào xem tiền của bạn đã được hoàn chưa. Đấy, thì các bạn sẽ vào trang chủ cho mình. Đây, các bạn sẽ xem tiền này. Tiền của mình đã được hoàn lại nhá. Đấy, thì giờ thì mình sẽ dẫn các bạn là để chúng ta có thể rút tiền thành công nhá. Thì các bạn sẽ vấn vào mục sản phẩm cho mình. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ kéo màn hình ra cho mình này. Các bạn sẽ ấn mục rút tiền ATM cho mình. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ vấn tạo mã cho mình nhá. Thì tiếp theo thì các bạn sẽ chọn là mục số tiền của bạn muốn rút nhá. Đấy, thì mình sẽ chọn là số tiền của mình là 500. Đấy, như vừa nãy. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ ấn xác nhận để chúng ta tạo mã nhá. Đấy. Giờ thì các bạn sẽ nhập mã PIN nhá. Tiếp theo thì các bạn sẽ ấn đầy mã OTP của bạn cho mình. Rồi, các bạn sẽ nhập mã OTP nhá. Rồi, các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình. Thì các bạn sẽ nhập mã này, mã rút tiền này nhá, kết hợp với cây ATM
thì các bạn sẽ nhập mã rút tiền này vào thì chúng ta mới có thể rút tiền thành công nhá. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ vào cây ATM để kết hợp với ATM với mã rút tiền này để mình rút tiền dẫn các bạn là số tiền là 500.000 đồng nhá. Bây giờ thì mình sẽ ra cây ATM để rút các bạn nhá. Ok, bắt đầu thôi, đi nào. Let's go. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình giao dịch không dùng thẻ nhé. Rồi các bạn chọn tiếng Việt. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình rút tiền bằng mã QR. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhập mã các bạn đã tạo trên app MB Bank nhé. Thì các bạn phải nhập đúng cho mình. Khi các bạn nhập đúng xong thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình. Rồi ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn số tiền các bạn đã tạo trên app nhé. Rồi các bạn sẽ ấn đồng ý hoặc không nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhập mã OTP đã được gửi tới số điện thoại của bạn cho mình nhé. Thì các bạn sẽ nhập mã OTP của bạn vào đây cho mình. Các bạn phải nhập đúng mã OTP đã được gửi tới số điện thoại của bạn cho mình nhé. Khi các bạn nhập xong ấy, thì các bạn ấn tiếp tục cho mình. Vui lòng chờ trong giây lát nhé. Bây giờ hệ thống đang xử lý. Bây giờ tiền đang ra nhé. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn là rút tiền bằng mã QR thành công nhé. Bây giờ chúng ta cầm tiền và đi về thôi.